Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Trước mặt các bạn đây chính là một chiếc quỷ không cần kỹ năng để sử dụng, Kitsune. Và như các bạn biết thì Roblox dạo này rất là lag, với số binh có thể lên tới 100.000, một con số không hề nhỏ ha. Nên hôm nay mình sẽ đi sang multi bằng chiếc Kitsune này ở chế độ siêu lag để chứng minh nó thật sự ngon. Và mục tiêu hôm nay đó chính là mình sẽ đi học những combo của chiếc Kitsune, và trong 30 phút sẽ đạt được số kill nhiều nhất để xem con có thể được bao nhiêu kill nha. Ok, thì nhiệm vụ đầu tiên mình sẽ đi kiếm những video combo siêu cấp bá đạo để mình xem con bạn này combo sao nha. Đầu tiên là C gót của mình và what the ơi, nó nhanh quá mình không kịp thấy chiêu luôn các bạn ơi. Ôi combo này khó đối với mình quá à. Ôi đúng là 30 MVT mà. Nói chung mình cũng hiểu sơ sơ đó các bạn ơi. Ok thì nãy giờ mình coi cũng đủ các bạn ơi, giờ mình sẽ đi thực hành nha. Đây training dummy. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cây Spiky Trident ra. Ok ok combo đây. Đầu tiên sẽ là dash của Superhuman và chiêu ít của cái này quýnh thường và ít của cái này. Ủa combo nhầm rồi, quá chết đâu. Sai kịch bản các bạn ơi, để mình combo lại cho bạn xem nha. Nè dách của Melac kìa các bạn thấy không, điên vậy mà nó cố gắng lắm rồi. Và ít của cái này, bùm 17k đam. Ghê đó mà em thấy anh bắn hụt cái chiêu Z sau ghi tay sao. Tại nó bị văng lên á, chứ cái khúc C vô là chết rồi. Ờ, là cái đó là phụ thêm cho chắc chắn thôi đúng không? Đúng rồi, em tin đâu, đây test cho coi nè. Test lên em hả? Rồi rồi, em sẵn sàng, em sẽ cố gắng hót ra đó nha. Ờ, Ken chích đi. Mày hả Phúc? Mày hả Phúc? Ủa sao không chết? Ủa khoan, đã combo tuyệt vời one shot của mình mà sao không chết ta? Ok, thì yeah. Sau 5 phút học lại thì mình đã có một chiêu mới nha các bạn. Đây, đầu tiên là sẽ sử dụng chiêu C của God của mình. Lắc quá vậy. Thôi không được các bạn ơi, test quá lắc quá, phải quýnh mới đắt mới được. Ra đây cu. Nó xạo kìa mọi người. Ok, em sẵn sàng rồi đó. Rồi, vô. Đầu tiên C God của mình và ít. Ủa, ôi dính rồi, chuẩn, combo này chuẩn các bạn ơi. Và C của Kitsune, lắc quá. Sao anh đứng đây vậy? Anh có bắn chung gì hết đâu, anh tua ngược lại đi. Không phải tại anh đâu ba, tại Vinh hiện tại đang là 800 kìa, lắc vãi cái chuẩn. Ờ các bạn ơi, với số binh này mình nghĩ không thể đi săn multi được rồi, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng nha. Đến lúc chúng ta đi áp dụng combo vào thực tế rồi. Thì hiện tại đang có thanh niên đi farm đó các bạn, mình sẽ test thử combo nha. Can I test my combo? Đó, mình hỏi test. Ê quay. Tao tưởng anh lãng quái gì vậy. Tao hỏi test combo thôi nha. Thằng này nó sung các bạn. Mày láo. Mày giỡn mặt Kitsune hả? Ủa sao đứng yên vậy? Ủa sao đứng yên vậy? Nó khinh thường anh hả ta? Phải không? I'm sorry. Bro, mới có lỗi quá. Ôi là anh là một con quỷ các bạn ơi. Hàng gì đứng yên. Thì ra bạn đó chỉ muốn xin lỗi mình thôi các bạn ơi. Thôi để mình lại mình giảng quà bạn này nha. Hả? Xin lỗi nữa kìa. Sợ má mặt trời, đang farm còn gặp mày nữa. Đây rồi các bạn ơi, đối thủ mới của chúng ta. Ui gì vậy? Chưa, tôi chưa chuẩn bị. Đợi tao cái mày. Ây da, lắc quá các bạn ơi. Khoan, đâu có hát đâu, nó đi farm thôi mà. Không, cái thằng nhậm mini kia kìa, thằng mini kia là mày. Ôi sao nó bay trên trời vậy? À nó xài chiêu mà. Ải ải nó giật chuyển kìa ông nội. Ây da, sao nó quýnh anh dữ vậy? Mày láo à. Rồi. Mày rồi, lắc quá các bạn ơi, mình đứng yên rồi. Đừng chết với hưu mình nha, nhục lắm. Chạy đi đánh không gian hẹp. Ôi đúng rồi, bật lên. Đây rồi, chính là lúc này. Sức mạnh siêu say. Yeah. Bro, lắc vãi cái trường. Mày láo hả cô? Xin lỗi nha, tại 2v1 nên mình phải bật tộc V4 các bạn ơi. Pha này không bật tộc V4 là thua. Từ mình ngắm cái, mình là kỹ năng cao lắm. Này thì né. Ôi sao có 77 đam vậy? Kèm chiếc cái gì á? Mày đừng có sky coi. Bạn này sky các bạn ơi, bỏ chạy rồi. Lắc quá, mình không quýnh trúng được. Bro, coi tao bắn chiêu C nó dở chưa ra chiêu nữa kìa. Lắc mà gặp bạn này chạy nữa các bạn. Mày giỡn mặt hả? Cho mày biết sức mạnh Kitsune. Thôi mình bỏ cuộc nha các bạn ơi. Server quá lắc và thanh niên nó chạy liên tục nữa các bạn xem kìa. Mình quýnh còn tí máu thôi nhưng mà nó vẫn chạy được. Điên thiệt. Nãy giờ đáng ra săn được 10 thằng luôn rồi đó. Hay các bạn ơi, mình đổi server mình đi kiếm thanh niên mới nha. Ghét nhất là mấy người chơi chạy á. Ui, này chạy nhanh giờ hắc hả? Anh lắc rồi. Săn bao ti này hơi khó nha các bạn. Sao quýnh không trúng vậy? Ê, thằng này hắc hay gì đó Phúc ơi. Em có quýnh liên tục kìa ba. À đúng rồi, nó hắc á. No bro, mày không chạy thoát khỏi tao đâu. Hắc mà chạy nó chứ. Ôi các bạn ơi, mình bỏ cuộc các bạn ơi. Xem nó lắc kìa. Trời ơi, đến lúc săn mồi các bạn ơi. Ui gì vậy, đồ men này bên sành luôn. Ê, mới vô cần thiết phải căng thẳng nha ông bạn hiền.
Trời ơi, không xài chiêu được mình buông cái rồi mà. Không ổn mấy các bạn ơi, hiện tại như không thấy combo được thì phải. Ủa cái gì vậy? À, đi vô bao tàu. Tao cam mày này là dính trưởng liền. Kìa kìa, trúng một người rồi, trúng một người kìa. Rồi, ở đâu, thằng này đi. Mày láo. Ôi, lắc kìa. 2v1 trong tình trạng này luôn hả? 2v1 trong tình huống siêu lắc luôn nha các bạn. Thôi, nó làm gì vậy? Anh không xài chiêu được. Chạy đi lên. Anh không xài chiêu được, Phúc ơi. Tại sao chúng ta phải gần lại đây đúng không? Đâu rồi, mọi người đâu rồi? Ui nó sky các bạn ơi. Mấy này fan Sơn Tùng các bạn ơi, các bạn xem nó quýnh kìa. Ơi, ở dưới có người, Bộ nha, cho bộ nha. Này. Kìa nó kiếm anh này kìa. Ôi gì vậy, anh chạy xa lắm rồi mà. Sao chỉ biết của sao guitar nhanh lên. Lắc quá. Đây rồi. Ôi sao xài chiếc xe không được. Xài chiếc xe đi. Ủa tự nhiên tao gây đam vậy. Ôi đông quá vậy. Trời này chiến vãi. Nhưng mà anh thì lắc vãi. Chiến đo rồi sao không chết rồi. Trời ơi nó lắc đi người. Anh không xài chiêu luôn kìa. Anh đứng yên rồi cái gì vậy? Sao đứng yên rồi? Giữa lúc quan trọng vậy mà anh đứng yên hả? What the fuck? Dặn luôn. Ủa đâu chơi rồi đi im ghe vậy? À đây. Mày đừng có láo. Tao hơi lắc xíu thôi nhưng mà anh nghĩ là anh đã master cái lắc này phốt. Kiểu kiểm soát nó tộc V4 à. Mày nhờ với đại ca. Anh không di chuyển luôn kìa là sao vậy? Ủa là gì vậy? Ủa tự nhiên đang đầy keo máu cái biến mất luôn là sao vậy? Nghe nói VG sắp thu góc lóc về đó, không biết có mượt hơn không nữa. Ơi mong là mượt lại nha các bạn. Giờ này mình chơi Block Foot với tình trạng 10.000 binh không à. Mặc dù mình đang chơi server Singapore mà ta kỳ vậy. Mục tiêu chúng ta là ăn được một mạng thôi nha các bạn. Còn combo dính luôn mà. Cứu một mạng tôi. Mạng là hết nhíp đúng không? Ây da, thằng này mày tập với 4 à. Từ, mình phải bình tĩnh lại đó. Dính chiêu kìa. Nhưng mà không xài chiêu tiếp được. Cái gì vậy? What the fuck? Bọn nó còn không quèm quan tâm anh nữa. Anh không xài chiêu tiếp được ba là sao vậy? Các bạn hiểu cảm giác mà mỗi lần mình xài chiêu á là mình sẽ bị đứng yên tầm khoảng mười mấy phút không các bạn? Không sao, anh sẽ gọi là thích nghi với nó. Một thằng máu nè. Bú thằng này phốt. Hỗ trợ anh đi, em có trong xe vợ đúng không? Ơi tụi này đông lắm Phúc ơi, với lại tụi mình lắc mà. Ui đông vậy. Đợi trúng chiêu nè, thằng này trúng chiêu ơi. Wow bro, sao nó trúng chiêu mà người mất bao ti lại là anh vậy ta? Hai anh em mình tính ra hôm nay vô cho tụi nó quýnh nó chứ đâu phải đi chăng bao ti đâu không? Hit bao ti các bạn. Thằng này ít máu rồi nè, quýnh thằng này chết được. Tao xài chiêu C nữa tí đồng hồ nó chưa ra nè Phúc, coi nè. Anh đứng yên rồi đấy, bảo chạy anh. Ủa rồi em dùng em cũng bị đứng luôn. Chạy đi bảo vệ anh đó, mong anh chết. Mỗi lần mình xài chiêu là mình bị đứng yên các bạn ơi, xem kìa. Sao chơi? Xin lỗi mọi người nha, mình bị 3/3 luôn rồi. Mình không thể thích nghi được. Ê, thử đổi server cái nữa được không ta? Đổi server Singapore nha. Sắp hết thời gian 30 phút rồi các bạn ơi. Mong là chúng ta vẫn có thể gỡ gạt đây nha. Server này thấy các bạn đỡ lắc hơn nè. Ui có hai bạn đang BB luôn. Mày phải chết. Tính hụt quá ta. Ui bạn này cũng xài Kitsune nữa hả? Combo. Khoan. Thằng Kitsune này nó ngáo à. Trời các bạn ơi, mình không di chuyển được nữa rồi. Có 700 binh thôi mà ta. Kỳ vậy. Bây giờ bạn kia hết thèm quan tâm anh người ta hay. Phải không? Sao đứa yên có chỗ vậy? Ui 3.000 đáp. Bro. Em thấy vậy không? Hay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn này cũng là người Việt Nam á nè, chắc là đang bị lắc hay sao các bạn ơi. Mình nghĩ là bạn ấy cũng bị lắc giống mình á. Ra đây combo chết cha mày luôn nè. Mày láo, thằng này nó láo cho mình các bạn ơi. Bá cho mình nốt, tao đứng yên rồi đó, bá cho mình nốt. Bá cho. Chết rồi đó. Vậy là chết rồi đó. Giật cái về nhà luôn nè. Nó ngưng động thời gian hết trời. Thằng này nó hấp cái gì các bạn? Tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Việt. Ai di chuyển trước là gay. Đừng có láo, mày đừng có láo. Nãy giờ anh mày bị lắc hả cu? Nè ngắm, bắn. Đây em đây. Vô hỗ trợ, em vô hỗ trợ. Ok, hay, giúp anh tay Phúc ơi. Chuyện lẽ hai thằng lắc đánh một thằng bình thường thua. Phải giết nó một mạng mới được. Rồi nó chạy rồi. Ai cho mày chạy vậy? Nó biết thua rồi. Ai cho nó chạy vậy? Ê, ba anh chạy là anh combo chết luôn nè. Ấy. Em đứng yên nữa rồi, đứng. À. Cố lên Phúc ơi, xong chưa? Win hả? Yes. Ôi em chạy vô nè, phải em không? Ủa, sao em yes? Hey các bạn ơi, thì mình vừa mới rút ra một bài học, đó chính là dù kỹ năng cao tới cỡ nào nhưng với số binh tầm khoảng mười mấy ngàn thì chúng ta vẫn là người thua cuộc nha. Nếu ai có thể phá được kỷ lục 30 phút không giết được mạng nào như mình thì hãy nhớ kéo dưới vào comment mình biết nha. Còn giờ thì mình đi đây trầm cảm quá.